Xin đừng bắn vào quá khứ bằng súng lục. Thưa các bạn Facebook, đây là bài viết thể hiện những điều mà tôi biết và chứng kiến. Trong quá trình đọc, mong các bạn hiểu rõ hơn về trận chiến Gạc Ma, hay nói đúng hơn là cuộc thảm sát của Trung Quốc với những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tất nhiên, sẽ có những ý kiến trái chiều. Tôi cũng trân trọng ý kiến đó, nhưng xin phép không trả lời, mong được các bạn thông cảm. Những ngày gần đây, trên Facebook có nhiều cuộc bút chiến về một số sai phạm nghiêm trọng trong cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Trong số đó, sai phạm lớn nhất khi cuốn sách nói đến lệnh cấm của một vị cán bộ cấp cao trong quân đội không được nổ súng, dẫn tới sự phản ứng của các cựu chiến binh Hải quân Việt Nam và những người từng tham gia CQ88 bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Thực ra, tin đồn thất thiệt này từng xuất hiện trên Facebook và đã có nhiều phản bác. Chính tôi, một cựu chiến binh hải quân, người đã từng tham gia CQ88, cũng đã có ý kiến. Song, khi làm sách, người chủ biên là Thiếu tướng Lê Mã Lương vẫn cho in, khiến nhiều người lầm tưởng, nghi ngờ, thậm chí lên án quân đội, lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Đã từng có tranh luận giữa hai vị tướng, đều là anh hùng lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Hoàn Kiền, nguyên Trung đoàn trưởng Công binh E83, nguyên Tư lệnh Công binh, người đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 về công trình xây dựng tuyến phòng thủ Trường Sa, và Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Quân đội. Việc Thiếu tướng Hoàng Kiền có ý kiến khá bức xúc trên Facebook cũng là điều dễ hiểu, vì mệnh lệnh này gắn với danh dự và uy tín của Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và của quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung. Và từ ý kiến kịp thời, đúng đắn của Thiếu tướng Hoàng Kiền, nhà xuất bản đã phải cho dừng phát hành cuốn sách này. Tuy nhiên, trong quá trình tranh luận, hai người đồng đội từng tham gia các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đã có những phát ngôn có lúc hơi nặng nề, dẫn đến những phản bác của một số bạn trên Facebook hết sức quá khích, thậm chí bôi nhọ, thóa mạ hai vị tướng, những người đã từng hy sinh xương máu cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, mà cả hai đều là người đáng trân trọng. Là người em, người đồng đội thuộc quân chủng Hải quân với Thiếu tướng Hoàng Kiền, tôi rất buồn khi cuộc tranh luận này lẽ ra nên hết sức nhẹ nhàng giữa những người đồng chí, đồng đội, khiến cho cuộc tranh luận chưa thật sự có tính xây dựng. Từng tham gia CQ88 bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong những ngày tháng gian khổ, nguy hiểm nhất, tôi xin nói kỹ hơn về vấn đề này để bạn đọc trên Facebook và mọi người hiểu rõ thực hư, tránh tình trạng bắn vào quá khứ. Nửa cuối năm 1987, trước tình hình Trung Quốc đang có ý định chiếm các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, trung tuần tháng 7 năm 1987, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã vào kiểm tra làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy Vùng 4. Tôi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ khu nhà ở của Đại tướng và Phó Đô đốc Giáp Văn Cương, chuẩn Đô đốc Đoàn Bá Khánh nữa. Ngay sau khi Đại tướng kết thúc chuyến công tác, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã triển khai kế hoạch đặt cột mốc chủ quyền trên các đảo chìm và lệnh cho lữ đoàn 146 thực hiện. Những tháng cuối năm 1987, Bộ Chỉ huy vùng 4 đều bận rộn. Tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Giáp Văn Cương hầu như ở lại vùng 4 để chỉ đạo công việc. Tôi còn nhớ, Tư lệnh Giáp Văn Cương mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và minh triết. Có lần, ông đi cùng với chuẩn đô đốc Đoàn Bá Khanh, cả hai vị tướng cùng xuất phát, nhưng ông vượt lên trước khá xa, bọn tôi còn chỉ cho nhau và cười vì cái bụng lặc lè của tướng Khánh. Đặc biệt, tư lệnh quân chủng còn lệnh cho các tàu chiến luôn sẵn sàng trực chiến ở Trường Sa. Đầu năm 1988, Đại tá Phan Công Phán, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146, lữ đoàn trực tiếp có nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa phải trực chiến trên tàu HQ-09. Tới thời điểm đó, Biển Đông dữ dội, sóng to, đánh đứt cả neo tàu, buộc tàu phải chạy về quân cảng Ba Son để sửa chữa. Được tin, Phó Đô đốc Giáp Văn Cương đã điện thoại trực tiếp trên sóng FM mà tôi nghe được. Anh phải lập tức ra Trường Sa bằng bất cứ giá nào, nếu không tôi thay người khác. Khi đó, trung đội cảnh vệ của chúng tôi nằm ngay sau bộ chỉ huy vùng 4. Lữ đoàn tiếp tục điều quân, đổi quân ra bảo vệ Trường Sa theo lệnh của Phó Đô đốc Giáp Văn Cương, nhưng rồi quân không đủ.
đến ngày 20 tháng Chạp năm 1987, tức ngày 7 tháng 2 năm 1988. Tư lệnh Giáp Văn Cương ra lệnh điều gần 1 phần 2 quân số quân trong trung đội cảnh vệ của chúng tôi ra tăng cường cho đoàn 146. Tham mưu trưởng Đỗ Xuân Công, sau này là tư lệnh Hải quân, phải vò đầu bứt tai. Trung đội cảnh vệ thiếu người, không hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ vùng được. Nhưng tư lệnh vẫn kiên quyết yêu cầu phải thực hiện. Thế là chiều hôm ấy, 11 anh em chúng tôi xuống nhận lệnh đi Trường Sa. 26 tháng Chạp, toàn bộ khung đảo đá lớn của chúng tôi lên tàu HQ505 của Thiếu tá Vũ Huy Lễ vượt sóng ra khơi. Sau khi đoàn chúng tôi tiến ra Trường Sa, các khung đảo khác cũng được thành lập để tiếp tục cắm mốc chủ quyền trên các đảo chìm, dù là đảo chìm dưới mặt nước biển 1-2 mét, thậm chí đến hơn 10 mét như đá tốc tan cũng phải được đặt mốc chủ quyền. Lúc đó ta không thể dựng nhà cao chân ở tốc tan, đành kéo pông tông ra neo trên đảo. Cán bộ chiến sĩ sống ngay trên chiếc pông tông, lúc nào cũng dập dềnh sóng vỗ như thế. Kể ra những chuyện này, tôi muốn nói đến quyết tâm giữ chủ quyền của quân chủng Hải quân, của vùng 4 và của lữ đoàn 146 nói riêng và của Bộ Quốc phòng nói chung. Có người đặt vấn đề, tại sao khi giặc thảm sát các chiến sĩ ở khung đảo Gạc Ma và các chiến sĩ công binh thuộc E-83 mà chúng ta không bắn trả? Ở đây có những lý do rất đặc biệt. Thứ nhất, ba tàu đến cụm Gạc Ma, Côn Linh, Len Đao đều là những tàu chở quân, chở hàng ra tiếp tế. HQ505 là loại tàu LTS, LST, tàu đổ bộ, bộ loại lớn của Hải quân Mỹ, chiếm lợi phẩm của ta sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Tàu HQ604 và tàu HQ605 là những tàu chở hàng thuộc đoàn tàu không số. Những tàu này do Trung Quốc sản xuất. Chính vì vậy, các tàu này HQ605 và HQ604 không được trang bị vũ khí. Thứ hai, khi tàu ra khơi, để đảm bảo vũ khí không bị nước biển làm gì xét, nhất là thời điểm này đang là mùa biển động, thì tất cả các loại súng ống trang bị cho cán bộ chiến sĩ trên đảo chìm đều được bảo quản bằng cách chiết thật nhiều mỡ bò và cho vào các thùng đựng súng trong kho tàu hàng của tàu. Đến khi quân giặc gây hấn, khi mở kho hàng ra lấy súng thì mới chỉ kịp lau đi một ít mỡ, thì chúng đã bắn xối xả vào tàu. Chỉ có tàu HQ604 có một số khẩu súng AK và RPK. Đại úy Vũ Phi Trừ ra lệnh bắn trả, nhưng tàu giặc neo cách tàu ta gần 1 hải lý, đạn không thể tới tàu giặc. Tàu HQ604 trúng pháo của giặc từ chìm xuống và từ từ chìm xuống. Một số anh em cán bộ chiến sĩ của ta đã nhảy ra khỏi tàu và bơi vào đảo. Quân giặc ở trên xuồng máy dùng câu liêm móc xích kéo chín anh em chiến sĩ về tàu của chúng. Lý do thứ ba, anh em cán bộ chiến sĩ thuộc khung đảo Gạc Ma và anh em cán bộ chiến sĩ công binh rời tàu HQ604 trên những chiếc xuồng nhôm trèo vào đảo. Trong hoàn cảnh ấy, với vài khẩu súng AK-47, làm gì có nhiều mà bắn trả được quân giặc, lấy đâu ra cái lệnh không được nổ súng. Và xin lưu ý, thời ấy liên lạc của ta hoàn toàn bằng loại thông tin gõ ma níp, nếu có lệnh ban hành thì mất cả nửa ngày mới tới. Từ việc dịch điện do cơ yếu phụ trách đến chiến sĩ thông tin phát đi, nhận điện rồi dịch lại, sau này khi tàu Hồng Kông đến câu cá ở đảo Đá Lớn, họ thả 7 chiếc xuồng máy vè vè quanh đảo, chúng tôi báo cáo về vùng, rồi vùng lệnh cho tàu HQ11 đến bắt và tịch thu súng máy, rồi họ phạt họ thì cũng mất đến khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ. Ấy là lúc mọi sự chú ý đã dành hết cho Trường Sa. Trong khi chiến sự chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc hơn 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 đến khoảng 10 giờ cùng ngày. Là một trong những người tham gia CQ88 trong những ngày tháng gian khổ ác liệt nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tôi mặc dù chưa được đọc cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, nhưng thông tin về lệnh không được nổ súng là hoàn toàn không chính xác, làm xấu đi hình ảnh của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, quân đội và đặc biệt là xúc phạm những người đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma 14 tháng 3 năm 1988. Họ hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc khi họ không có vũ khí trên tay, chứ họ không phải nghe lệnh nào đó một cách mù quáng không được nổ súng để không tự bảo vệ bản thân mình. Ai đã có lời kể bịa đặt nhằm hạ bệ một vị lãnh đạo cao cấp nào đó của quân đội, dù với mục đích gì, thì đó cũng là hành động bắn vào quá khứ bằng súng lục. Và xin thưa, như vậy tương lai không chỉ bắn họ bằng đại bác, như lời dẫn của nhà văn Nga
Rason Gamzatov, mà có thể bằng tên lửa hoặc bằng những vũ khí tối tân hơn. Viết bài này tôi cũng mong rằng anh Lê Mã Lương hãy nhìn cho đúng đắn thực tế hải quân Việt Nam chúng ta thời điểm ấy, cái thời mà tàu của chúng ta cũ kỹ, ít ỏi. Ngay như lữ đoàn 171, lữ đoàn tàu chiến của ta lúc đó chỉ có HQ-11, HQ-13, HQ-15, HQ-17 là còn được coi là mới. Sau trận 14 tháng 3 năm 1988, các tàu này được sơn lại thay số hiệu hoàn toàn và thành 12, 14, 16, 18 để chứng tỏ ta có nhiều tàu. Thì việc tác chiến trên biển là vấn đề khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với con Trung Quốc người đông thế mạnh, vũ khí trang bị tốt hơn rất nhiều. Rất mong anh cùng anh Hoàng Kiền hãy nói chuyện với nhau bằng tình cảm của những người đồng đội, những người đã từng vào sinh ra tử. Và chắc anh còn nhớ, bộ đội Cụ Hồ chúng ta không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Hơn nữa, quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam dù quán triệt phương châm 4K, kiên quyết, kiên trì, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích của kẻ thù, nhưng cũng sẵn sàng giáng cho chúng những đòn sấm sét nếu như chúng tiếp tục xâm lược biển đảo Tổ quốc của Việt Nam.